Dạ. Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Unisa. Bây giờ là gia đình Duy đang ngồi lại với nhau để cuốn cho giò, chuẩn bị cho nhóm họ để được chuẩn bị thêm đồ ăn đó mọi người. Thì đây là bé Nan đang hướng dẫn mẹ hổ đi ra ga trong nước để đi xuống Phú Quốc. Một xíu nữa thôi là Duy và Nan và gia đình sẽ cùng nhau đi ra sân bay quốc tế ở Phú Quốc á. Mình đứng mình chờ, mình đón mẹ hổ, cho mẹ hổ cảm thấy tình cảm. Bé Nan đang cố gắng chỉ cho mẹ đi qua bên hãng Vietnam Airlines nè. Ok cả nhà ơi, bây giờ thì gia đình Duy sẽ xuất phát đi ra sân bay đón mẹ hổ. Hiện tại là 8 giờ thì mẹ hổ 8 giờ rưỡi mới đến sân bay Phú Quốc. Bây giờ sau đó là chắc có thể là 9 giờ mới ra ngoài, thì chạy ra lên đó thì lay quay hồi vào khách sạn chắc cũng tầm 9 rưỡi. Thì sau khi đến khách sạn thì lúc đó tính tiếp, bây giờ cứ lo trước vụ đón mẹ hổ đi. Nhà trai mẹ đi chung luôn. Đi. Giờ đi thôi. Rồi, mình đi đón gì xui thôi. Đón gì xui. Mẹ ơi, con đôi buồn quá hoài quá. Nói chung là gia đình Duy là hiện tại là Duy với Nam là chưa ăn gì luôn, tại vì chỉ như hồi hộp. Duy làm sao? Sao cảm thấy sao mừng? Nói sao không biết đó mà kiểu như mình ăn không được luôn. Có hôm nay ăn không được con, đúng rồi. Giờ là nếu được thì đến khách sạn rồi mình ăn sau. Bây giờ đi. Dạ, dạ. Dạ, thôi mình đi đón mẹ ổ đi con ơi. Chào mọi người, hiện tại là Duy và Nen và gia đình đang ở ngoài sân bay cả hàng không Phú Quốc. Bây giờ chỉ có chờ mẹ đi ra nữa thôi. Còn chắc chờ thêm 15-20 phút nữa. Tới hả? Chờ ba đáp xuống đây là 8 rưỡi. Giờ mình kiếm cho nào mình ngồi đi. Ủa xe đậu đâu vậy? Bên kia, xe hơi là chậu bên kia. Hay là chạy đường kia ha. Dạ. Đúng rồi, xe hai bánh nó chạy hướng này. Giờ mình kiếm chỗ nào mình ngồi chơi. Mẹ chúng con đi ở ngoài xuống rồi. Ngồi đây, đây nè. Chờ tầm 15-20 phút là kèo với mẹ đi con à. Kèo cái gì? Nếu mẹ đi đường đây xong rồi đúng không? Mẹ check out rồi đúng không? Mẹ này nói mẹ chờ chút xíu. Kêu taxi hoài, bây giờ không có taxi đi nữa. Kiểu là kiện mẹ đúng không? Nè, tao nhìn ở đây luôn, tại vì mà mẹ không có thấy. Chúng ta ngồi xuống đây, cho con cho mẹ thấy luôn. Chỉ như xíu mẹ ổ xuống á, đừng cho mẹ ổ thấy, để cho bé Nan cà khịa mẹ ổ. Kêu taxi, chở đi. Con không phải, con không có tốt này, nhưng mà cà khịa ít ít thôi, cho vui vui. Em quay thì ở nhà giữ nhà nha mọi người. Chỉ có 4 người đi thôi. Ok mọi người ơi, thì chuyến bay của mẹ hổ cũng đã đáp rồi. Bé Nan ngồi xuống giống đẹp quá, giống mẹ hổ là điện thoại đúng không? Để bé Nan ngồi xuống. Em ngồi xuống ở đâu cũng được, em trốn đi. Make up ở già nè. Chưa đi nè mẹ. Trời ơi mẹ tối rồi hả? Cà khỉ á, em cà khỉ với mẹ dặn nha. Ơi mẹ hổ bây giờ là đôi bụng, dặn đôi bụng quá. Nhưng mà cà khỉ nữa. Còn con chưa đi mà, tại sao mẹ tối rồi? Mẹ ổ nếu mà cha đi không được á, thấy mẹ ổ cũng mệt thì cho mẹ ổ về khách sạn ở trước. Tụi con đưa mẹ ổ đi ăn cái gì ở ngoài chợ đêm hay gì đó, kiếm gì ngon ngon. Không, con nghĩ là nếu mẹ ổ mệt á thì chắc con ăn ở trong khách sạn cho mẹ ổ ăn khách sạn luôn. Tại vì con thấy mẹ ổ đi mệt lắm rồi. Để xíu nữa mà nếu gặp mẹ ổ vậy thôi, cha mẹ đi về đi, ngày mai mình lên thăm. Mai lên thăm. Tại giờ mẹ ổ cũng đuối rồi. Con về con đưa mẹ ổ về cho nghỉ ngơi, tắm rửa rồi ăn uống nữa. Con sợ gì thì kêu cho ở trong khách sạn đó. Rồi có gì mai con bé Nan đi xuống nước chở mẹ lên ha. Rồi. Bây giờ là chắc mẹ đang xuống xe để đi vào đây nè. Mời chờ thêm tầm 15 phút nữa mẹ mới ra được. Đem hành lý ra nữa em. Hành lý nữa. Không có khách rồi, bây giờ đi xong em đặt đóng cửa rồi. Nãy con thấy mẹ ổ đuối lắm luôn á. Đuối lắm trời đó. Thiệt á. Đi xe lửa, đi tàu lửa. Đúng rồi, y giang giá mẹ lúc đi qua Thái Lan á. Hơi nhức mỏi thì nó khác. Cho chị Suy biết luôn mà bá. Đó, mặt mỏi là như thế nào? Đúng không? Ủa, nhiều mẹ luôn. Đúng không? Mấy nay con không có to vào hồng này. Con chưa thấy gì hết á. Đi để đi đường đây. Từ từ đi em, đừng nôn nóng. Anh cũng đang hồi hộp nè. Anh sợ gì không? Anh sợ mẹ ăn đồ ăn không được ở đây á.
cho cái gì everything không, review okay. Ăn cái gì mà bỏ lấy xin tiếng ớt rồi đó, cái khẩu vị cay mà thì mới ăn được. Không, con sợ mới ăn không được á. Mình sẽ sợ giống cha với mẹ qua bên Thái cũng ăn đâu được đâu. Mẹ, đúng rồi, cha mẹ nấu đồ ăn Việt mẹ ăn được mà. Đúng rồi, nhưng mà ấy là con sợ mẹ thèm á. Đi vòng vòng là mẹ ồ không biết quá. Muốn dần cái menu rồi đúng không? Cái gì? Không biết ăn cái gì á. Không có tụi con này thì chẳng hạn tụi con cảm thấy ăn cái gì, chẳng hạn đưa ra ăn tô bánh canh nè, ví dụ cơm xào. Bánh canh cơm gì xào. Đó giờ có là bỏ nhiều chắc chanh vô chua chua cay cay là ok rồi, không có gì chứ. Ở nhà của chúng ta cũng có nước mắm thúi, cũng có đủ đủ mà. Có đầy đủ. Đủ đó. Nhiều luôn mà. Nhưng mà không có sợ. Để qua đám cưới đi rồi làm xong tầm ăn cũng được mà. Bây giờ xuống máy bay rồi đầu tụi con đưa về khách sạn rồi bắt đầu là lo cho ăn uống đàng hoàng, thấy không? Còn mà không thích ăn ở trong khách sạn thì đi ra ngoài ăn. Có hết trơn á con. Dạ. Có hết. Một... Không. Cho hai gia đình chúng ta là học chung luôn. Đúng trước là mẹ và cha của chồng yêu là đi ở Thái, bên Thái rồi đúng không? Là có cái gì ăn được, có cái gì không ăn không được đúng không? Nhưng mà hôm nay là lấy đưa mẹ ổ cho đi vòng ở Phú Quốc là có cái gì cho mẹ ổ ăn, có cho mẹ ổ biết luôn. Mẹ gọi. Tới rồi. Alo anh hai. Âu thường lâu hả? Giờ clip tài năng đi bỏ bay hay nhá. Giờ clip tài năng đi bỏ bay. Ừ. Ở mà lo thằng na đây rồi trong sân bay. Giờ hai clip. Mẹ đã làm, mẹ đã nói là make up rồi hả? Bây giờ chưa xong. Mẹ hỏi, tại sao chưa có tới ở sân bay mà? Cái kia mẹ. Nhưng mà mẹ đi rồi. Mẹ đi rồi, ok, chuẩn bị trốn nha. Chị trốn cho. Đây nè, trốn thấy cột nè. Ok. Em cũng ác lắm á nha anh. Cái gì? Cũng ác lắm á, em ác lắm á. Mẹ biết mà. Không biết hả, mẹ biết không? Đi vô, mẹ vô trốn mà. Dẫn cho thấy. Đi rồi. Cha cũng chịu thế. Có chuyện thấy mẹ kìa, chuyện thấy mẹ. Giống anh muốn lắm anh có hiện đây à. Ờ, ông có bảo rồi đấy ông mà. Thôi bạn cũng như dụ cách nạm pin. Ừ, ok. Mẹ nói mà lấy cái túi ở đâu con. Mẹ giờ mẹ đang nghĩ là bên Nam còn đang ở nhà. Bên Nam còn đang ở nhà. Hát cướp. Chúng ta là cặn với xong bên trước, đừng có lo. Thôi con ơi, chọc mẹ ổ hoài, chọc mẹ hoài, tội mẹ ổ quá. Tại mẹ ổ em ơi. Ha, không con. Thôi. Con xin lỗi bà ba nhờ mà ba trước. Rồi, tiếp mẹ ổ đi. Nhưng mà không xin lỗi mẹ ổ. Rồi, đứng đây đi. Ngồi ghế nè, ngồi ghế chờ đi. Kìa mẹ ổ kìa, mẹ ổ kìa. Mẹ ổ đang đi kìa. Đúng rồi, mẹ ổ đi rồi. Mẹ ổ đi đâu vậy? Mà đi đâu á. Để cho mẹ ổ ra đây đi. Mẹ ổ đâu vậy? Đi lấy cái túi ngay cái túi nè. Kìa đi kìa. Đừng nhìn mẹ, để cho mẹ ổ ra. Ổ đang ra. Mẹ ổ ra nè mọi người. Đi ngõ nhìn, dừng ngõ nhìn. Ngõ nhìn. Cái gì hết á. Không có thấy được. Giờ mẹ ổ kêu hoài. Ôi phần với mẹ ổ đâu vậy. Thôi đi ra mẹ đi. Tội mẹ lắm em. Em chỉ ác quá à. Bảo bình thường. Muốn điện thoại với nhau không ạ? Hoa thị ca, cái này một điều bán á. Mẹ hỏi mà tại sao ở nhà, Vinh Đức nói ở nhà. Trời ơi, mẹ giỏi quá ta, cả nhà ơi. Mẹ mệt không mẹ? Mệt đi. Ok. Cái này là, cái này là... Thương mẹ quá, thương mẹ quá. Ôi, rắc mẹ. Trời ơi, nó dơ kìa. Có cái này là trời ơi, cái túi chết. Rồi, mọi người một tay đi mẹ ơi. Rồi mẹ để câu hỏi taxi, em.
taxi chở chúng ta rồi. Đi. Kêu taxi hả con? Con kêu taxi rồi. Kêu taxi rồi hả? Rồi. Vậy là taxi mà không có tài xế gì cho con lái được không? Rồi. Em nói với mẹ đi, nói bà bá thấy mẹ mệt á cho mẹ về khách sạn nghỉ trước. Về khách sạn. Dạ đưa ra xe đi về đi. Thôi về đưa ra xe đi. Thôi về đưa mẹ với bê phone. Rồi về khách sạn đi con. Rồi ăn uống rồi. Đẩy ra ngoài luôn, đẩy ngoài luôn. Được, bà má. Được, bà má. Đẩy luôn, đẩy luôn. Taxi, taxi như thế có không? Đẩy luôn con, đẩy luôn. Bên này nói là taxi ở đây rồi. Nhưng mà chúng ta đi được đâu à? Đi được đây được. Nhưng tao không ăn không đi. Má. Đẩy luôn. Rồi, đi ra taxi thôi mẹ, mọi người ơi. Taxi ở đây. Xe nhỏ nhỏ hả? Mẹ hiểu mẹ đói với bụng chưa? Đói bụng hả? Không, để anh đưa mẹ về, mẹ về khách sạn để con kiếm tìm đồ ăn cho mẹ ăn. Xe nào? Xe này nè. Mở đi em, bấm cái nút là nó lên. Giờ bây giờ đưa cái vali bự nè, còn cái này đưa lên làm xe. Mấy cái nhỏ nhỏ mình để trong chỗ ngồi đi. Rồi hai cái kia lên chơi trước. Bà xe chết không? Không có, không sao đâu. Con sợ xe chết. Con sợ xe chạy. Con mẹ sợ hả? Mẹ sợ. Con mẹ cũng sợ xe chạy. Không sao gì thôi. Vậy thôi. Đưa lên trước đi. Tại ngoại đâu? Số mệt rồi, số về nghỉ ngơi nha. Rồi nghỉ đi, về khách sạn nghỉ chị thôi. Bà má, cảm ơn bà má. Rồi, có về bay đi. Rồi. Rồi, rồi see you again. Xin chào mẹ. Rồi, đi con, đi con. Có gì mai có gì con nói bé Nan xuống rước chở mẹ lên chơi. Ha. Rồi. Dạ. Hỏi rước điện rồi cha chở. Thôi để lên chơi rồi cái đưa về, tại vì mẹ ổ đâu cũng đi đâu ở khách sạn à. Rồi. Rồi ok, vậy cha mẹ gì? Quan trọng là đưa về nghỉ ngơi ăn uống. Thôi vậy con đi theo để con lo cho mẹ ổ nha. Rồi. Con lo cho mẹ ổ với bê phên tại vì con là người cho nó bụng lắm rồi đó. Rồi. Ok. Rồi về con. Rồi mẹ cha chạy xe gì cẩn thận nha. Rồi. Đi đi. Con đến khách sạn con gọi cho cha mẹ. Dạ con chạy cha cẩn thận nha. Rồi. Con đến khách sạn gọi cha mẹ. Rồi. Ok, bây giờ đã đến số 1 võ thị 6 Seashell Hotel and Spa. Từ từ nha. Qua luôn nè. Đây, có nhiều khán giả hỏi là địa chỉ của Seashell thì Di cũng quay luôn. Seashell Hotel and Spa, số 1 võ thị 6. Rồi. Rồi đổ xe ăn kia luôn nè. Ở đâu? Mà xe đây nè. Hương biển với cái Seashell là một á. Hương biển nha, nhà hàng Hương biển nè với cái Seashell là một á. Ok các nhà ơi, bây giờ thì Di và Nen đã tháp tùng đưa mẹ về khách sạn Seashell. Bây giờ thì vào check in và order cái gì đó cho mẹ ăn thôi. Đi mẹ ơi. Anh gì check in thôi, chờ anh gì check in. Bây giờ là 9 giờ rồi đấy, 9 giờ rưỡi rồi. Bây giờ cho ở reception là làm hộ chiếu của mẹ cho check in với bà Phương.
Anh gì ơi, bây giờ mấy giờ rồi? 9 rưỡi. 9 giờ rồi đúng không? Ok, bên này nói đúng. Nó được, bên khác nó có đây. Đéo cái này đi chung với mẹ ổ. Mẹ ổ muốn dừng. Bật lời. Lock hả? Cannot go. What? Oh, sorry, the door is locked. Anh yêu, mẹ muốn đi outside nhưng mà không đi không được à? Được, có cái voucher spa giảm 20% nè. Ồ, voucher hả? Để ngày mai anh áp dụng cho mẹ luôn. Dạ, tại cảm ơn. Tại vì anh đã booking cho spa cho mẹ rồi đó. Dạ, ok. Mẹ muốn sao, mẹ muốn sao? Mẹ muốn đi chơi nữa, nhưng mà mẹ đi. Mẹ muốn đi hả? Bây giờ mẹ muốn bay ăn sao hả? Nhưng mà cái này không được. Không có đi khác, đi đường kia kìa. Ừ, đúng rồi. Tại vì tối nay bên đây nó đóng, bên đây người ta đóng cửa, gió thổi. Ờ, đúng vậy rồi, lùng mình phát không mà, không lời bịt. Mẹ không muốn lên check in hả? Bay bên hông còn. Check in chứ đi. Ăn khao, ăn hẳn cháo, là nhá. Ok. Cho người ta đi trước đi. Sáng là 6 giờ 10 đến 9 giờ 10. Cho người ta đi trước, cho người ta đi trước. Dạ, dạ, dạ. Ngày xưa là sáng 6 giờ là sáng rồi, bây giờ 6 giờ 30. 6 giờ 30 à? Ừ. Ngày xưa là 6 giờ là sáng. Dạ, dạ. Bây giờ đi ở phòng đúng không? À, đi. Mẹ ổ, bay phơn. Còn 48 người đến tầng 4 anh chị nhé. 48. Giờ đó mình quẹt thẻ nha. Ồ, làm cái này trước. Là mình xuống mà cầm này mình gọi thẻ mới đi dạ, xuống được. Dạ, xuống thì bấm G, mình không cần thẻ. Mà mình lên tầng có số thì mình bấm thẻ mới được. À, ok, 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 ok. Bầm. Rồi, vậy là nếu mà muốn xuống thì mấy tống nghỉ. Còn mà lên là phải có cái này. Ờ, thật ra khuyên à, cháy bật này cả scan, mình khuyên condo lì. Tại thật cực rạc. Mẹ một cái. Khuyên không buồn là lùng thăng lang à, mấy tống scan. Cột lip chấn chi. Này mẹ cái con cái. Mẹ một con một. Con là bay. Vô chờ spa 20%. Mẹ giữ đi, để ngày mai con đưa mẹ đi spa. Đẹp lắm ở đây. Nói dở dở thôi. Mẹ nói là ở đây, ở các sàn ở đây là đẹp lắm. Cô mẹ làm giống mẹ quá. Có ai surprise không? Mẹ, ảm đi là. Ảm đi cho mẹ chiêu chiêu. Chiêu chiêu vừa lên mày phơn à. Nè, thế nào mẹ có ảm đi cái đai bay toilet, bay khi. Bây giờ bay ảm. Có chiêu chiêu. Chiêu chiêu. Mẹ nói quá. Mẹ hỏi chúng ta là tắm như thế nào. Mẹ thích không mẹ? Có kilo đuôi. Cái gì mẹ? Mẹ. À, có cái căng nữa. Có cho mẹ quá mập không? Nè, C-Cell, welcome. Giờ mấy cái này là mình làm sao đây ta? Mấy này làm sao trời? Nhi, cho con mẹ dậu, mấy anh nói rồi. Kìa, có người kìa. Người ta đem đồ lên á. À. Quá nhanh. Đi cái này, đi cái này mẹ không có được, không có được, không có được. Mẹ muốn tắm. Mẹ kéo này xuống, mẹ kéo này xuống. Đó. Kéo xuống. Ok. Ở đây không có hả? Ở đây là qua đây nè, thấy. Thôi chờ chứ mẹ với phơi tắm đi, con lon tung nắng, con xuống hồ bơi. Ok cái nhà, bây giờ là ba Di lo cho mẹ xong cái phần ngủ rồi, bây giờ xuống để lo cho mẹ thêm cái phần ăn nữa là xong. Mẹ đói lắm mày. Để đi xuống. Đã ok luôn. Di mấy nói chuyện với ông bạn thì anh này là tên là Asuka, là quản lý nhà hàng ở đây. Anh chuẩn bị cho Di một vài món ăn châu Á. Bây giờ là Di đứng ngoài này chờ mẹ ổ tắm với mẹ ổ với Bephon với Ben Anh xuống. Ở đây thì ngày xưa làm ở đây nè mọi người. Cái đây là cái bùn ba có gì hay cũng hay đứng ra đây bán. Chiều chiều ra đây bán.
mặt trời thì lặn hướng này rất là đẹp. Ở đây thì gần dinh cậu, ở đằng kia đèn sáng sáng là dinh cậu nha mọi người. Ở đây thì gần trung tâm thị trấn, mình đi chợ đêm nó cũng gần đó. Xe léo, con order xe léo. Con mẹ nắng, giặt nắng nãy, giặt nắng tuần nãy. Mẹ ngồi ở đâu cũng được, ngồi ở đâu cũng được, ngồi ở đây cũng được, ngồi ở đâu cũng được. Ngồi ở đâu mưa. Phổn tục á, sợ mưa, người ta sợ mưa. Ở bên kia quên. Có xét bàn rồi. Người ta set up rồi, không có tầm to mệt mỏi nữa. Quên nữa, anh nói nữa, cái này là quản lý nhà hàng mà anh nha. Không không có trả tiền. Dám cắt sàn ở đây luôn. Em này Asanka mời á, không có trả tiền. Ừ. Mấy tông chài. Cảm ơn Asanka. Bro. Rồi ngồi đi em. Mẹ, friend của con, Asanka. Manager restaurant. This is your mom, right? Yes. This is my mom. Hey, how are you? Nice to meet you. I'm fine, thank you. And you, man? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. And you? This one, your casino? Yes. Young sister. Young sister, bro. Your own sister? Yes. First time to Vietnam? Or? Yes, first time. Okay. My mom also. First time. She also first time? Yes, yes. Everything is scared. She don't know how to go to the airport. It's okay. But it's okay already. Rồi. Okay, thank you bro. Thank you a lot. Order something for drink. Mẹ muốn uống cái gì không? Mẹ dạ kin 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 rải mấy cup. Kin nấm rải mấy cup. Whatever bro. No, tell them water or juice or smoothie something. Mẹ muốn mẹ muốn smoothie cái gì không? Chanh dây à? Passion fruit juice. Yes. Okay bro. So mọi người luôn. Avocado. Yes. Smoothie. Yes. Xương tố avocado, avocado smoothie one passion juice. Yes. And for me passion fruit also. Two. Yes. Water. Water. I give them water and two passion fruit juice and one avocado smoothie. Okay. Thank you, bro. Okay, enjoy the dinner. Thank you. Thấy sao mẹ? Mẹ, khẩu trang để cho khán giả thấy đẹp. Mẹ thấy thích đây không? Thích không? Thích không? Đẹp không? Yes. Đây bạn không à? Yên tâm. Jellyfish. Sữa đây em. Oh my god. Jellyfish. Mẹ ăn thử đi. Mẹ ăn đi, ăn đi. Đúng rồi, ăn đi. Đúng rồi, thôi, bữa nay xin nhẹ cái này. Nhưng mà cái này phải đánh liếm. Không, này là decor đây. Đúng rồi, decor. Mẹ ăn thử đi. Đúng rồi, ăn đi mẹ. Nước mắm, nước mắm, nước mắm nè. Tung tung tung. Nước mắm đó hả? Kệ nước mắm kìa, nước mắm cay kìa. Con chiên nhập đi. Con chung cậu anh này. Ở đây quả người Thái Lan làm khác lắm. Mẹ bé này hả? Dạ dạ. Không biết qua ở đây là ốc ăn cái gì, qua chăm cái gì. Ăn thử coi nó sực 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 không? Dạ đúng rồi. Có mưa rồi. Ngon mẹ. Ngon. Dạ. Vì mẹ ngon là con vui. Cái này có bắp chuối. Tôi sợ mẹ ăn không được. Có bắp chuối đấy hả? Đúng không? Banana leaf. Có bắp chuối nữa. Không phải banana leaf, cái gì nè, củ phao. Bắp chuốt, bắp chuối. Bắp chuối đúng không? Bắp chuối. Ngon mẹ. Ngon. Thôi, vậy là anh vui đó, mẹ ngon là anh vui rồi. Chứ mẹ anh sợ mẹ ăn không được. Rồi, có luôn passion juice với avocado smoothie. Quá đó. Water của anh á, nước của anh á. Ok mẹ. Ok. Cà tím nha. Eplen. Eplen. Nướng cái thịt heo. Đó. Cà tím, cái này. Ngon lắm. Cái này là gỏi sứa. Gỏi sứa. Dạ. Gỏi sứa. Rồi canh canh canh. Dạ. Cái này. Sao biết sao? Cái này là canh chua nha em. Canh chua cá bớp. Okay. Canh chua cá bớp. Nói canh chua lọc. Mẹ của cái này biết hết luôn. Canh chua cá. Canh chua cá. À. Ok. Rồi mẹ. Rồi mẹ lấy chén này đi, mẹ chén này đi. Cho anh xin kia một cái chén nữa nha. Cái này cá bớp kho tộ ăn ngon lắm.
Cảm ơn nha. Dạ một cái là được. Dạ cảm ơn nha. Ăn xong mẹ tắm chưa nha? Rồi. Vì ăn xong lên ngủ rồi được cho khỏe ngày mai ấy. Anh ngon không? Ừ. Này ngon. Cà tím. Cà tím ngon. Vậy thôi anh mình chào tạm biệt khán giả nha. Mày cái nhà. Mà cái nhà ăn chung đi ha. Mày cái nhà ăn chung. Dạ mày cái nhà ăn chung. Ok cả nhà ơi. À, chắc là bây giờ là Di sẽ tranh thủ Di sẽ tạm biệt mọi người để cho mẹ với Nan với Phân ăn tự nhiên á. Sau đó là Di sẽ tranh thủ edit video này, nếu mà được tối nay Di sẽ đăng lên. Giờ tạm biệt mọi người nha. Dạ. Thôi ơi ngươi. Dạ tối nay là chúc mừng ngọt mẹ dạ. Tạm biệt. Cảm ơn em.